Alo cả nhà ơi, nhìn rõ không? Nhìn bắt ra muốn rõ không? Chưa thấy nó hiện cái đỏ đỏ lên như Ôi trời, nào tiếng cả. được. Ôi giời ơi. Đâu nhỉ? Thế phải nhìn cái chữ video thì mới được. Đấy đấy, nó nổi lên cái gì đó. Nổi cái này là đúng rồi, như À đúng thế. rồi, đúng rồi. Đây nhìn nhìn vẫn muốn thế này. Nhìn thấy không? Nhìn đấy, nhìn thấy là rõ đấy. Đấy, đúng Mời rồi. cả nhà ăn ăn bún này. Ôi rồi hôm nay lại đến nhà cô em nhá. Tuần trước thì nó bê đến cho, tuần này thì đến này. Bún cá ngon ơi là ngon này. Bún cá miền Bắc nấu nhá. Cả nhà nhìn này, miếng cá này. Trời ơi cô em cô ấy nấu ngon thế không biết được. Mình cứ được nó nuôi là mình béo, còn mà mình tự nuôi mình là mình gầy đi các bạn ơi. Này, bún miền Bắc nhá. Trời ơi bắt bún ngon thế này á. Thơm Mời cả phức nhà nhỉ. nhá. Mời cả nhà ăn bún với mình nhá. Đổi đầy quá. Này, đĩa rau sống này. Tuyệt vời vời chưa? Ok nhá, mời cả nhà nhá. Ngon lắm. Định không quay nhưng mà nó ngon quá, lại phải quay. Ăn chị nhá. Rõ không? Rõ, kiểu như nó hơi cao, kiểu cao mình cái bát nó nhỏ. Nó biết là bà chị ăn ăn nhiều ăn khỏe cho nào. Chắc phải cho một một chân đi thì phải nhỉ, cho thấp. Nhỏ à? Không, không nhỏ lắm. Rõ đấy. Để mình thường ở vay 5.000, sáng nay bác Lộc mở cho bác cái 4.000 để mới hảo nó cưới đấy, thì bác cái lên xong bác giả, bác ấy về đang làm dở nhà thiếu À, bác ấy cũng đi đám cưới Thùy à? Bác Thảo à? 22. Rồi, dịch như thế đi làm gì? Sợ lây lắm. Đi em cũng dám đi bên dưới đây nha, để đeo khẩu trang, hết. Thì ai cũng phải đeo chứ, nhưng mà khẩu trang thì khẩu trang nhưng cũng sợ. Con Hường nó xa quá, nó bảo nó định đi, Đức Anh nó cũng thích đi. Gặp bác Đồng, chưa biết bác Đồng, nhưng mà xa quá, mày, con cái đèo vòng như thế rồi, dịch sợ lắm. Mà có Nó chỉ đại diện ít người mà, chứ đông đâu mà. Không được phép đâu. Khang nó điện cho tao, nó chỉ tổ chức 5 à, 100 thôi. 100 người. Không được ăn uống. Ở đây chỉ được 40 người đi vào. Đeo khẩu trang. Ngon lắm cả nhà ơi. Ngay dương 16 độ. Ăn xong bắt ông nhổ tóc cho. Tối về bảo massage chân nó mà nó cũng bóp mũi massage. Bảo nó làm, con trai ngoan đấy, nó ngoan đấy chứ, con trai hơn con gái đấy. Ăn cơm chia sẻ cuộc sống Đức nha các bạn ơi, các bạn có nghe cuộc sống Đức không? Rất vui nha. Các bạn trở lại với kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức nhé cả nhà nhá. Mình vừa ăn vừa chia sẻ nhá. Thì cũng như hôm qua đấy, hôm qua là mình livestream với chủ đề là nói về ngày đầu mới sang Đức đi các bạn. Thì trong cái chia sẻ đấy thì mình cũng đến lúc thôi rồi á. Mình cũng không xem là
các bạn ấy bình luận những cái gì. Thì đến lúc xong rồi á, mình mới kiểm tra lại bình luận. Mình thấy có một bạn, bạn ấy nói mình, bạn ấy bảo là bạn ấy rút đăng ký rồi, bạn ấy kêu là mình nói xấu Việt Nam. Mình có nói xấu Việt Nam cái gì đâu. Mình không hề nói xấu Việt Nam các bạn ơi. Mình chỉ mình nói duy nhất cái câu là đi khám bệnh, không có ghế ngồi, chật quá. Mọi người bệnh nhân khám đứng mọi đứng lung tung cả. Là Việt Nam thì nó ồn ào các bạn. Nó ồn ào thì cái cô mà cái cô nhận giấy tờ đấy, cô ấy gọi người ta không nghe tiếng. Đến lúc người ta biết, người ta nghe tiếng thì cô ấy mắng. Thì cái đấy là đúng hay sai các bạn? Mình nói có đúng không? Mình nói hoàn toàn đúng, mình không hề nói xấu Việt Nam tí nào. Tôi bảo là mình khen Đức. Tất nhiên thì nước bạn người ta có cái gì thì mình cũng phải của người ta tốt thì làm sao mình nói xấu được các bạn. Mình vẫn bảo là quê hương này trùm khế ngọt, ai cũng quê hương này trùm khế ngọt, mà khi về già ấy thì là càng nhớ về cội nguồn đấy. Nhưng mà mình cũng nói là cái hoàn cảnh rất nhiều người lúc còn trẻ thì bảo là sau này già không đi làm nữa rồi về Việt Nam hưởng thụ sống. Nhưng mà đây là mình kể thực tế chứ mình có nói gì đâu các bạn. Mình không hề nói xấu ở Việt Nam. Mình kể là nhiều người nói như thế nhưng mà đến tuổi già không ai dám về cả. Bởi vì là sợ. Sợ là khi mà ốm á, không ai bệnh hoạn đấy, thì tốn tiền lắm. Còn ở bên Đức này thì có bảo hiểm rồi, ốm đau hoặc là bệnh nặng, bệnh nhẹ rồi chở con đi học là không có sợ gì. Phải ví dụ gia đình nhà nghèo cũng không lo là con cái phải thất học. Nhưng mình nói như thế bạn nên phải biết phân biệt là như thế là có phải nói xấu không. Mình không hề nói xấu. Mình rất yêu Việt Nam và rất rất nhớ Việt Nam. Gia đình họ Mạc nhà mình ở Việt Nam, bố mẹ mình mất ở Việt Nam. Nếu không có dịch mình cũng về mình thăm Việt Nam. Làm sao mà mình nói xấu, mình không hề nói xấu. Đấy là mình kể. Còn nhiều người các bạn thấy không? Mình kể một đôi ông bà đấy, già nhưng mà không dám về, mà gia đình kinh tế rất là khá giả, con cái rất là khá giả, mà bây giờ già không về gần con cái. Thế là ở đây đến lúc chết thì sao, thế là không gần con cái à? Mình nói cái đấy là mình có khen đâu, là mình có khen mà mình có nói xấu Đức đâu, à Việt Nam đâu. Mình rất là buồn. Buồn là bạn ấy không hiểu cái câu nói của mình. Xin lỗi các bạn nhé. Ăn nó nóng quá. Mà người Đức thì người ta cũng hay thế lắm. Người ta chỉ mũi. Họ không kiêng. Thì mình không hề nói xấu Việt Nam mà bạn ấy bảo mình nói xấu Việt Nam. Mình chỉ là kể thôi các bạn.
rồi mình khen Đức là cái ưu điểm của người ta cái gì, thì mình không thể so sánh được, đúng không các bạn? Một cái đất nước người ta văn minh lịch sự hàng trăm năm đi trước, còn Việt Nam mình thì lạc hậu mà lại còn bao nhiêu năm chiến tranh nữa, thì cái đấy là mình tự hiểu thôi mà. Mình không hề nói xấu Việt Nam một tí nào. Lúc xong ấy, bởi vì bạn ấy nói là mình nói xấu Việt Nam, nên là lúc xong ấy là mình xem lại hết. Mình không hề nói xấu Việt Nam một tí nào. Các bạn xem video của mình mà nếu thấy bạn ấy comment không đúng thì các bạn nói giúp mình ấy. Đây những cái miếng cá tẩm bột ngon lắm các bạn. Bởi vì là nhiều bạn cũng cứ muốn là mình kể về nước Đức. Nhưng nếu đã nói đến nước Đức ấy, dù sao cũng sẽ bị động chạm. Rồi mình cũng nói là nước Đức thì cũng có cái hơn. Ai có điều kiện đi thì cứ đi. Chứ còn những người mà cái số mà giàu có kinh tế khá giả thì ít lắm. Còn vẫn rất nhiều ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hoặc là kể cả thành phố cũng không phải là ai cũng giàu. Còn đi sang Đức này làm rất là vất vả. Nếu mình nói là ví dụ như ở Việt Nam đấy, những cái công ty nước ngoài người ta vào Việt Nam người ta đầu tư ấy, người Việt Nam mình vào đấy làm thuê ấy, thì nó vất vả. Thì mình bảo nước ngoài cũng vất vả như thế đấy. Tiền không thể vơ được các bạn. Mình nói toàn thực tế thôi, mình có nói cái gì đâu. Thế mà bạn ấy bảo mình là nói Việt Nam, nói xấu Việt Nam. Cô em có nấu cuối tuần ấy, chứ mình thì mình chả nấu ở đâu các bạn ạ. Thật ra ấy, thì mình ở một mình ấy, mình lười. Mà ở một mình nấu nướng nó lích kích. Chứ còn nhiều khi á, cứ là bảo là vụng mình vụng thật ấy, nhưng mà bây giờ thì nó hiện đại đúng không các bạn, internet đấy hiện đại, mình vụng mình có thể học trên internet được.
hôm nay thời tiết Đức ấm lắm các bạn ạ. Nay 16 độ dương. Mình đi không phải mặc áo khoác dày mà mặc cái áo mỏng này thôi nè. Mình rất là buồn các bạn ấy thích mình chia sẻ với Đức. Mình chia sẻ với Đức thì quá động chạm. Ăn bớt bún này to bự. Các bạn nhìn thì mình ăn tô bún này không có hết đâu nhá. Bún này kiểu miền Bắc các bạn ạ, không có đường. Mình rất ghét ăn đường, cho đường mà nó lợ lắm, mình không thích. Tại vì từ xưa đến giờ nấu ăn không cho đường nó quen này. Ok, bữa ăn của mình gần xong rồi nhá. Mình bye bye các bạn nhá.